Kênh Đỗ Vũ xin chào anh chị bạn. Hôm nay mình quay mình chia sẻ cách cho nòng nọc ăn và cập nhật cái luôn cái giá thịt cho anh chị bạn tham khảo nha anh chị bạn. Và mình quay nòng nọc luôn. Tại có mấy ngày nay mình có nhận nhiều comment anh chị bạn hỏi tại sao lâu lắm rồi không thấy anh quay nòng nọc, là nhiều cái nguyên nhân lắm anh chị bạn. Tại mình những mấy chú mấy bác mà nuôi ếch đi đầu tiên trước mình, hoặc người ta là ếch tại mình đi giao tới chỗ là có người ta không có cho quay cái này quay kia anh chị bạn. Bởi vậy mình muốn chia sẻ lúc trước mình làm, mình muốn chia sẻ hết luôn cho anh chị bạn luôn, chia sẻ hoài 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 luôn. Có cái gì hay chia sẻ, mà nếu mình chia sẻ thì mình làm không được. Bởi vậy mình không có chia sẻ, mình không có quay nồng nọc cho anh chị bạn xem, thời gian cũng lâu rồi không quay. Và hôm nay mình lại mình quay nồng nọc, mình quay một hai ba bồn gì đó, mình gãi răng mình quay cho anh chị bạn xem cho anh, rồi mình không có nói răng, mình chỉ quay thôi, rồi mình tới mình đi vô đây mình mới nói. Tại mình quay này là cái này là ít con anh chị bạn nè, con mình con ngồi đập gật hết trơn. Giờ đang vậy nè, hiện tại mình còn hai vạch con. Nói chung ếch mình ra là nói chung không đủ dao anh chị bạn. Mấy luống này là mình đã có người đặt hàng cho rồi, mình đặt hàng đây tí qua Tết luôn, có người đặt hàng cho rồi. Người cái này là những cái mối quen của mình không à, người ta bắt ếch của mình là thường xuyên, người ta con ếch của mình đạt người ta bắt của mình hoài hoài luôn. Là khi người ta dặn trước mình là từ 20 ngày đến một tháng ếch người ta, nó 20 ngày nữa người ta bán là ta dặn ếch mình, ta đợi người ta canh ta dặn ếch mình khoảng hai mấy ngày khoảng tháng cũng được, ta vẫn đợi ếch mình ta bắt. Bởi vậy anh chị bạn mà là lạ điện lại cái mùa này không có thì anh chị bạn cũng thông cảm, là do mình đổ những cái mối quen. Và có nhiều bạn hỏi mình nè, con ếch con nồng nọc á anh ăn mấy cử này kia có cho ăn đêm không, nồng nọc 5-7 ngày anh có cho ăn đêm không. Rồi mình quay mình chia sẻ anh chị bạn là cái nồng nọc nó cái cử đêm nó cũng quan trọng lắm chị bạn. Mình có chia sẻ những cái clip đầu mình nói là ăn 4 cử sáng trưa chiều tối á, là cũng quan trọng lắm. Để anh quay cho anh chị bạn xem, hiện tại là 10 giờ đêm, đồng hồ hơi chá, 10 giờ anh chị bạn. Cái kim mất tiêu rồi, cái kim dài đây. 10 giờ rồi là mình chuẩn bị cho ăn. Mình quay cho anh chị bạn xem luôn, cho mình quay lên lại nồng nọc, mình quay lướt với anh chị bạn xem mà mình không có nói gì nha. Và có nhiều anh chị hỏi con ít con mình chi phí ra, mình chi phí mình nuôi từ cái trứng lên tới con ếch mà mình giao được cho người ta là khoảng bao nhiêu tiền, mấy trăm đồng này kia đâu. Tùy, và mình sẽ nói luôn tùy anh chị bạn, tùy theo cái mùa đó. Lúc trước mình nuôi là 10.000 con ở lộn, một ký trứng là mình nuôi đạt là nó ra được 8-9.000 con luôn, có khi 10.000 con luôn. Mà khoảng chừng 4 năm trở trước nha, mà 4 năm trở ở đây là đạt chỉ có khoảng chừng 7.000 anh chị bạn, một ký trứng đạt 7.000. còn anh chị bạn nuôi hao hụt nhiều không đạt ký trứng 1.000-2.000 bình thường, có khi không có ngàn nào luôn. Rồi mình đâu có tính được cái chi phí ra có ít con được bao nhiêu anh chị bạn. Nói chung là ăn thua bày đạt bày không, bày đạt thì nó anh chị bạn có lợi, còn bày mà nó lịch xịt không đạt thì anh chị bạn nuôi con ít con là không lời. Nó thấy vậy chứ không có dễ ăn anh chị bạn. Rồi để mình gãi thức ăn cái mình quay cho anh chị bạn ăn. Gãi đây mình gãi dài vô đụng vô trong kia luôn. Rồi bờ bên kia thì bên kia mình chúc mình hôm qua mình cho ăn. Mình gãi đây trước đi, mình gãi dài dèo cái mình quay cho anh chị bạn xem bao cũng dèo thôi. Rồi mình lại quay cho anh chị bạn xem.
Còn lúc trong kia đó mình quay cho anh chị bạn xem ba dèo thôi, là hai dèo mình, một dèo đầu là mình thay nước hồi chiều mới thay nước, còn mấy dèo bên đây thì mình thay không kịp, chiều là mình lo thay giặt bên bên đó quay qua đây được dèo rồi không có kịp nước anh chị bạn, rồi mình ngưng là giờ này đây, giờ đây mới thay nước chiều đây, thuốc tím nó còn hơi ngà nè anh chị bạn, đây dèo đây chưa thay, dèo đây thay không kịp, đây xanh lèo rồi, giờ này thay không kịp, sáng mình thay dài vô cổng là hết dèo, là hết giáp. Dèo thấy không? Nước nó chị bạn thấy đỏ là nước thuốc tím là mình mới thay chiều. Đó, rồi mình lại đang mình nói tiếp cho anh chị bạn hiểu. Rồi lại đây mình ngồi nói tiếp cho anh chị bạn hiểu là cái cử đêm là quan trọng, mình nói là sao quan trọng. Ví dụ như một cử ếch mình cái cử ngày ăn một cử chỉ có 5 kg thôi. 5 kg thức ăn nhỏ đó, thằng 1 ly là 5 kg, còn ban đêm này ăn phải 6 kg anh chị bạn. 6 kg thì 6 kg rưỡi là ăn tăng, vậy là anh chị bạn thấy là ban đêm nó sẽ ăn mạnh hơn. Cái cử đêm là cử quan trọng, là cử đêm là mạnh hơn, là sáng trưa chiều tối ngày 4 cử. Nếu anh chị bạn không có thời gian thì anh chị bạn cử trưa, anh chị bạn không ăn cử trưa cũng được, hoặc cử trưa anh chị bạn cho ít thôi, cử sáng trưa chiều là mấy hai cử đó nó ăn vừa anh chị bạn, mà quan trọng cử tối là nó ăn mạnh nhất, thường là từ nhỏ tới lớn là vậy. Cử tối là mạnh nhất, tới lên con ít con anh chị bạn không cần ăn cử tối cũng được, mà anh chị các bạn ăn cử tối cũng được, mà thường ở đây mình nuôi là cử ít con là lên dĩ, đang leo dĩ, lên dĩ xong rút đuôi vô, 3 ngày rút đuôi vô mình gãy ăn, là mình không có tập cho ăn cử tối, mình chỉ cho ăn sáng trưa chiều thôi, là ngày đúng 3 cử thôi. Nó quay cho anh chị bạn hiểu là cái con ít con qua cái cử tối là quan trọng vậy. Với cái thứ hai là có nhiều bạn hỏi mình tính chi phí con ít con bao nhiêu tiền, mình tính không được là ăn thua mình nuôi đạt hay không đạt. Như cái lứa vừa rồi mình là mình cái lứa vừa dịch xong, dịch giả xong, không còn chỉ thị nó thông xe rồi, mình ép cái cây đó thì nó đạt là được 6 mấy 7 ngàn con trên 1 kg trứng là đạt. Còn hồi đầu năm thì cũng có đạt đi, còn tới lê quay tới dịch giả rồi mình đâu có ép, mình bỏ phế không, nó không có đạt anh chị bạn. Nói chung cái gì chăm sóc á thì nó sẽ đạt, còn chị bạn bỏ bê nó là không có đạt. Nuôi con gì cũng vậy. Còn anh chị bạn hiện tại giờ có thịt, anh chị bạn phải tham khảo giá nha, coi ếch mình đẹp hay xấu nha. Ếch mình đợt cái này anh chị bạn mình nói ếch xấu á, ếch xấu là ếch anh chị bạn hơi tệ, giá cũng tệ gì cũng 38 trở lên, 38 tới 40 mấy ngàn luôn, 48 49 ngàn luôn nha, chứ không có, chứ khi nó sụt so với hổm sụt chút đỉnh thôi. Chứ có nhiều bạn nói ếch này sụt dữ lắm, sụt vài ngàn anh chị bạn. Nó anh chị bạn có ếch thì anh chị bạn tham khảo với ếch, chứ đừng nghe lái bọng hô ếch sụt anh chị bạn bán giá rẻ quá, tội nghiệp. Mình nuôi con ếch mùa này thì nuôi nó cũng chậm phát, kéo dài thời gian ra, cũng nói chung kéo dài ngày nào cực ngày đó anh chị bạn. Thì anh chị các bạn có bán ếch thì anh chị bạn tham khảo đi cái giá đi. Ếch chị bạn đẹp thì nó bắt cái giá nới chút, ếch chị xấu thì bắt cái giá cũng hơi mềm chứ không phải giá em xuống còn 30-35 ngàn không có nha. Rồi video mình hôm nay làm chia sẻ anh chị bạn tới đây thôi, chào tạm biệt chị và các bạn.